Tiếp tục với nội dung phim Tây Hành Kỷ, lúc này tại Thiên Cung, một tỷ nữ đang dọn dẹp phòng của Sát Tâm Quan Âm thì vô tình phát hiện ra một cuộn thánh chỉ bí mật. Nàng ta sau khi đọc xong liền kinh ngạc rời đi, sau đó lập tức chạy tới bẩm báo với Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên không quên hỏi lại cho chắc chắn. Dựa theo lời đối thoại ta biết được, Sát Tâm Quan Âm đang bắt đầu điều tra lại từ đầu vụ án cung nữ bị giết chết. Một tên nam nhân bí ẩn lên tiếng vì xử lý những kẻ vướng bận kia mà hắn trước đó đã hao phí không ít công phu. Lần này chẳng lẽ lại phải xử lý luôn Sát Tâm? Bây giờ Như Lai cũng bắt đầu hành động. Đế Thích Thiên cảm ứng được thanh kiếm của mình tại phế đồ đã bị rút ra. Nếu đã như vậy, vậy thì chỉ rõ một con đường cho Sát Tâm. Tỷ nữ nghe xong liền vui mừng, nàng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ Sát Tâm đại thần bị tra đạp. Trong khi đó, tên nam tử bí ẩn cũng cảm thấy thích thú, rốt cuộc cũng có cơ hội chơi đùa với hắn ta rồi. Nói rồi hắn liền tiến hành bắt cóc một nữ tỷ. Ở trong phòng, Sát Tâm Quan Âm cảm nhận được động tĩnh vừa xảy ra. Hắn lập tức đi ra ngoài kiểm tra và phát hiện ra khí tức của ám hồn. Lần theo dấu vết, hắn rất nhanh đã tìm ra tung tích tên bắt cóc. Chỉ có điều, tung tích lại là do tên kia cố tình để lộ nhằm dụ dỗ Sát Tâm Quan Âm tới. Tên kia chẳng cần nói nhiều, người chết không xứng đáng được biết. Cho nên, gã nhanh chóng lao tới tấn công. Sát Tâm nhẹ nhàng né tránh, dù cho gã có liên tục tấn công thì cũng không thể làm khó được vị đại thần thiên giới này, thậm chí còn bị bón hành ngược lại sấp mặt. Đã khống chế được kẻ địch, Sát Tâm liềm ép gã khai ra lai lịch. Tên kia nghe về cố gắng chống trả đẩy lùi vị đại thần này về sau, rồi gã bắt đầu bộc phát thần hồn, huyễn hóa ra vô số công kích đánh về phía đối thủ. Sát Tâm thấy vậy vẫn thản nhiên bộc phát thần hồn, đánh ra vô số trường lực khổng lồ ngăn cản đòn tấn công từ tên ám hồn. Sau đó giáng xuống một chuồng thiên thủ phù đồ và cho tên kia lùi về sau. Gã ta thấy vậy đành phải tung ra tuyệt kỹ thiên trung ngăn cản, sau đó thừa cơ hội bỏ chạy giữ mạng. Mặc dù không giữ lại được người, vậy nhưng cũng đã có manh mối nhất định. Hắn dường như nhận ra chiêu thiên chu vừa rồi. Không ở lại thêm nữa, hắn tiếp tục truy đuổi, một đường đuổi tới nơi ở của Tam Nhãn thần tướng thì biến mất dấu vết. Ngay lập tức, Sát Tâm liền mở cửa đi vào tìm Tam Nhãn, vậy nhưng không thấy người ở đâu cả, chỉ thấy một cái xác của tỷ nữ đã chết khô, nói chung là giết người cất xác quá lộ liễu. Càng trùng hợp hơn là tỷ nữ lại đúng lúc này chạy vào bẩm báo Đế Thích Thiên có việc cầu kiến. Lão nhắc tới chuyện ám hồn mới xảy ra, Sát Tâm nghe vậy cũng không giấu giếm. Đế Thích Thiên lại tiếp tục giả vờ như đã biết mọi chuyện. Việc thiên giới xuất hiện cùng nữ thị vệ mất tích tử vong, e rằng là do ám hồn gây nên. Chuyện tới nước này, lão sẽ nói cho hắn biết toàn bộ chân tướng. Thiên giới sớm đã bị ám hồn ẩn nấp, bởi chúng rất quen thuộc với hoàn cảnh của thiên giới. Vì chống lại ám hồn, lão vẫn luôn âm thầm chuẩn bị. Sát Tâm thắc mắc vì sao bây giờ lão mới nói cho hắn biết những chuyện này. Đế Tích Thiên liền lươn lẹo, lão làm như vậy là không muốn đánh rắn động cỏ. Những ám hồn này vô cùng giỏi ngụy trang, muốn phân biệt địch ta rất không dễ dàng, cho dù là người từng thần cận, từng tin tưởng cũng rất có thể là nội tâm sớm đã mục nát. Theo lão âm thầm điều tra mấy năm nay, có thể nói rằng từ thiên binh, cùng nữ, thậm chí cao tầng là thiên thần cũng có ám hồn tồn tại. Bây giờ lão chỉ tin tưởng vào Sát Tâm, những thiên thần khác làm cho lão vô cùng thất vọng, ngay cả Tam Nhãn thần tướng từng lập ra nhiều chiến công cho thiên giới cũng bị sa đọa rồi. Những lời này làm cho Sát Tâm kinh ngạc, hiển nhiên là hắn vẫn chưa biết Đế Tích Thiên chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau ám hồn. Lão tiếp tục xào ngôn, bọn chúng bây giờ quá ngông cuồng rồi, thiên giới nhất định phải phản kích. Phân phó xong, Đế Thích Thiên liền quay lại hàng ô của mình. Nơi này đã sớm tập trung nhiều người, cả nam lẫn nữ, tất cả đều là ám hồn. Ở giữa là thi thể của tỷ nữ vừa mới bị giết chết, toàn thân đang bị rút máu. Một tên trong số đó lên tiếng, hắn không muốn phải phiền phức như vậy, cứ trực tiếp giết chết Sát Tâm là được. Đế Thích Thiên cảm thấy thời cơ chưa tới, với lại, Sát Tâm cũng không đơn giản chút nào. Hơn nữa chỉ cần hắn còn đứng về phía của lão thì vẫn còn giá trị lợi dụng. Việc ám hồn xuất động, hắn nhất định sẽ không ngồi im mà không quản. Không cần bọn họ phải ra tay thì chúng thần thiên giới cũng sẽ tự động loạn bầy. Lão vô cùng hiểu rõ Sát Tâm, cho dù trong lòng hắn có nghi ngờ mình thì cũng sẽ làm việc theo mệnh lệnh, bởi vì hắn biết trách nhiệm bản thân đang gánh vác. Về phần Tam Nhãn thần tướng, hắn sau này cũng sẽ trở thành chướng ngại, nếu có thể mượn tài Sát Tâm tiêu diệt Tam Nhãn thì quá tốt. Việc của bọn họ bây giờ là chờ đợi thời cơ thích hợp mà thôi. Lúc đó bóng tối sẽ hiện thân khống chế toàn cục, nói rồi cả đám cũng uống máu ăn mừng. Từ sau khi ở chỗ Đế Thích Thiên trở về, Sát Tâm vô cùng bất an. Bởi vì làm tròn trách nhiệm, hắn nhất định phải bắt giữ Tam Nhãn thần tướng. Tam Nhãn nghe vậy chậm rãi cầm thương bước ra ngoài. Trước khi cam chịu bị bắt thì hắn cũng muốn biết tội danh của chính mình. Sát Tâm đem chuyện hắn bị tố cáo là ám hồn nói ra, đồng thời trong phủ của hắn phát hiện thi thể cùng nữ bị ám hồn làm hại. Tam Nhãn nghe vậy liền tức giận, hắn phủ nhận mọi chuyện. Mặc dù tin tưởng Tam Nhãn, vậy nhưng chỉ cần là người bị tình nghi, Sát Tâm sẽ điều tra tới cùng, cũng không tiếc bất cứ giá nào. Mặc dù vô cùng tức giận, vậy nhưng thần tướng lại không thể động thủ, chỉ cần động võ là mọi chuyện sẽ khác, lúc đó nghi ngờ sẽ càng nhiều thêm. Hắn cho rằng, việc bất chấp hậu quả bắt giữ vô số thiên thần của Sát Tâm đang làm suy yếu lực lượng của thiên cung, đây chính là đáng chú ý của ám hồn.
Sát Tâm cho biết bản thân mình tự biết điều này, hắn đã có tính toán. Hai người bận hỏi trước giờ một lòng vì công. Nếu như có oan khuất, hắn hy vọng Tam Nhãn hãy lấy đệ cục làm trọng. Nghe những lời này, Tam Nhãn cũng tha lòng. Hắn tin tưởng những gì vị đại thần này đang làm, cho nên đồng ý khoanh tay chịu trói. Đổi lại thì hắn hy vọng Sát Tâm biết rõ mình đang làm cái gì. Cả đám binh lính thấy thần tướng không có phản kháng liền thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải giao chiến, nếu thực sự đánh nhau, bọn họ không chết thì cũng bị thương. Chuyện trước mắt đã hoàn thành, Sát Tâm lập tức phân phó đám binh lính toàn diện truy nã ám hồn, quét sạch thiên cung. Nghe lệnh mà làm, tất cả những người bị hoài nghi đều bị vây bắt. Một tên trong số đó vô cùng giận dữ, hắn phản kháng kịch liệt. Đám này sự oan thần tướng còn chưa đủ hay sao, ngay cả một kim cương nho nhỏ như hắn cũng không tha. Tên dẫn đầu thiên binh nghe vậy vẫn kiên quyết bắt giữ. Dù tên kim cương có trình bày như thế nào thì hắn cũng chỉ biết nghe theo lệnh của cấp trên mà thôi. Không chịu bỏ cuộc, tên kia lập tức muốn đánh nhau, vậy nhưng chưa kịp làm gì thì Sát Tâm đã xuất hiện ngăn cản và bắt giữ gã. Rất nhanh sau đó, tin tức hắn truy bắt người khắp nơi đã được đám thiên binh truyền tai nhau. Chỉ cần có người tố cáo là thiên binh lập tức có mặt bắt giữ, ngay cả tỷ nữ cũng không thoát khỏi nghi ngờ. Quảng Mục Thiên Vương, tướng quân phía Tây Thiên Giới vô cùng bất mãn những hành động của Sát Tâm. Ngay cả người của Tây Vương phủ của lão cũng giảm mắt, có phải là không coi lão vào mắt đúng không? Hắn ta nghe vậy liền thẳng thắn, chỉ là hắn làm việc trước giờ đều cùng chính nghiêm minh, hy vọng Thiên Vương hiểu cho. Quảng Mục vẫn tức giận, nghi ngờ thần tướng thiên binh thì thôi đi, ngay cả thị nữ cũng nghi ngờ, thật là quá đáng lắm rồi đấy. Bây giờ đã bắt hơn 1.000 thiên chúng khiến tù lao phù đảo cũng sắp triệt kín rồi. Sát Tâm nghe vậy vẫn kiên định, thuật ngụy trang của ám hồn ngay cả hắn cũng không cách nào phân biệt, cho nên chỉ có thể hạ sách này. Lần này đành ủy khuất cho Thiên Vương, nói rồi hắn liền rời đi. Nhìn bóng hình Sát Tâm đi ra ngoài, Quảng Mục Thiên Vương cảm thán, thiên giới sớm muộn cũng sẽ bị hủy hoại trong tay hắn mà thôi. Trên đường trở về, hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn nên lập tức đứng lại suy nghĩ. Vừa vặn Tôn Ngộ Không lúc này đã đột nhập thành công vào bên trong và đang ẩn nấp ngay bên trên đầu Sát Tâm. Cứ tưởng tên kia đã phát hiện ra mình, vậy nhưng ai ngờ rằng hắn đứng lại là để suy nghĩ những việc mình đã làm. Ngay khi Sát Tâm rời đi, Tôn Ngộ Không cũng không ẩn nấp nữa, cậu trực tiếp nhảy lên trên rồi tỏ vẻ thích thú. Thiên cung, Tôn Ngộ Không hắn lại trở về rồi. Lời này được thốt ra cũng là lúc tập phim khép lại. Các bạn đừng quên đón xem tập tiếp theo nhé. Nếu thấy video bổ ích, hãy để lại cho chúng mình xin một like cùng một lượt đăng ký kênh. Nếu có ý kiến góp ý, hãy để lại nhận xét bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau.